Xin chào, hôm nay mình xin giới thiệu sầu riêng về vựa nhà mình nha. Vựa nhà mình thì cũng có mấy năm nay rồi, anh mình thì bao tiêu vườn thôi nha. Và xỉ lại cho lái, chứ không có bán lẻ nha các bạn. Vì mấy tháng nay á, dịch quá mình không có về nhà được, thèm quá, xin mẹ hôm nay xe chạy lại được, mẹ gửi cho hai vợ chồng hai trái. Đây, đây là sầu riêng Thái hay còn gọi là sầu riêng mẫn thon, thì nó có đặc tính là cơm dày, hạt lép, béo và ngọt ít. Và bên mình có sầu riêng Thái, sầu riêng ghi sáo luôn nha. Sầu riêng ghi sáo thì trái nó tròn hơn cơm thì màu vàng, hạt thì vẫn lép nhưng mà nó ngọt hơn sầu riêng Thái. Đây là trái sầu riêng chồng mình vừa xẻ đây. Đây, trái này khoảng tầm gần 3kg thôi mà được nhiêu cơm đây nha các bạn. Các bạn nào á, cần sỉ á, thì inbox cho mình nhé, hoặc alo cho mình. Đây mình quay cái hạt lép cho các bạn coi nè. Đó, ngon không? Cảm ơn các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.